Ôi có cái màu trắng tinh kìa. Đây này có đủ màu nè. Ba cái màu trắng tinh này. Sao nó bự quá vậy? Không nó rút nữa em. Về giặt con co nữa. Để nó hả? Lấy nhỏ vậy nó. Lai lần nó về giặt con co. Con. Bận thiên nghiệp là biết rồi. Đây trời. À. Cái gì cũng biết nha, chỉ mỗi tôi không có tiền thôi. Ai nói vậy? Em không có tiền đâu chị ông, hai vợ chồng Quỳ Bắc. Ngày nào cũng coi livestream mà. Coi livestream không giảm giá không tặng quà. Trời ơi này. Đó. Màu đen, màu đen. Em nghĩ màu này đẹp. À, màu này với lại màu... Màu đen này. Đen cũng màu được. Xanh đen nè. Màu xanh đen già lắm, như bố già ấy không được. Màu này đi, màu này ok lắm nè. Rồi, rồi, vậy đi. Màu này đi ha. À. Nói ra coi đi, để đúng chứ, để mất công. Mất công cho hát bằng này. Bà sốc Phương Hoa này. Phương Hoa. Phương Hoa chợ Bến Thành. Em thích ngắn đấy, chứ ngắn đó. Không có ngắn đâu, hai eo rồi, vừa rồi. Sao nó rộng quá con? Không có đâu. Không có hả? Không có. Hai cái này. Trời thần. Trong hai cái. Có nói thích em đâu. Chiều. Cứ treo với ra. Một cây. Cứ treo thoải mái. Hai cái màu trắng nên thì có màu trắng tinh đó. Đây nè. Cái dài trắng tinh luôn đi. Em đâu có mặc hết đâu. Cái này dài thì ngắn là để có được. Cái này dài em. Dài hả? Theo cả nhà, cái quần này mấy trăm cả nhà. Cô này cô đang nói 160. Tôi không biết nha. Chợ Bến Thành vắng như cái chùa. Thương tiểu, thương gia, thương chết là buồn lắm. Vắng lắm cả nhà. Phương Hoa Bến Thành. Mấy chị em? Tính trang 600 thôi. Là 4 cái. Là 150 một cái à? Đúng rồi, đúng rồi. Bớt mất đi một cái. Cái bộ này mặc bao tiền để tối nay tôi mặc tôi lên giường tôi sexy nào. Trời ơi, bộ này gớm mặt không cả nhà. Sexy này đó. Không, chả đi mua gì cả. Ông thích mặc quần lai lần. Đó, định mua cái này là mấy mẹ ơi. Trời ơi, tím thủy chung, tím đợi chờ đỏ lùng cháy. Đen thì gọi là xích cơ dẹt. Xanh thì người ta gọi là màu ngọt ngào. Trời ơi, ngày xưa em ta mặc cái này này chị. Ngày xưa khi em chưa làm vú em mặc cái này không? Không có đâu. Bây giờ em làm vú rồi nó mới to. Trời ơi. Cái bây giờ chị bán bao tiền chị? À, có 100 mấy à, 150 à. Trời ơi, cái này Trung Quốc 35.000 mà bán 150. Trung Quốc này, đây là Trung Quốc, đây là Việt Nam. Công ty Lovely Việt Nam. Trời hiểu này, Lovely là Việt Nam em. Em mặc cái này nó có lên tận vú cổ không? Cái này có lên tận cổ không? Cái bây này giờ, Việt Nam. Bây giờ vú em 96, 98, thì bây giờ mặc có lên 150, 150 không? Nè, đó đây là công ty Việt Nam, nó có giá luôn nè. Nó là nó Lovely. Trời ơi, gen. Nó mỏng. Trời ơi, bây giờ tôi độ to lắm rồi. Ơ, ba mua con đùi đi. Rồi, có rồi, đùi rồi. Mấy đùi rồi? Một cái à. Trời ơi, mua thêm con đùi đi ông nội. Này, có mua cái này không nào? Thôi. Ba nhiều vớ chưa? Nhà nhiều vớ. Cái đùi màu này nè. Mấy, 10.000 ba cái à? Nó có đó 40 Hàn Quốc. Ui dồi, đắt thế. Cái này mới rẻ nè, cái này 20 nè. Trời ơi, cần tiền thì bà bán mất tôi mới bà. Cái này 20 nè, cái này đùi. Trời ơi, cái gì vớ vẩn, 40. Người ta bán lề ngoài đường 10.000 ba cái. Người ta ngoài chợ người ta bán có 10.000 ba cái, bà bán 10 chục một cái. Chị chủ chưa đúng phong cách, chị bảo là mày là tiền ít với ít lờ thơm. Toàn quốc của tao 10. Đúng không? Dạ. Chị này đáng nhớ chửi đúng phong cách của em. Mày bị làm sao tiền ít với ít lờ thơm. Trời ơi, bộ này mấy chục? Bộ đó 300 em. Úi trời ơi, sao đắt thế? Bà cầm em 300 á. Không có bộ nào để mặc vào mùa đông ở ngoài Hà Nội. Cho mất rồi. Mùa đông là lấy giày này nè. Không. Mặc cái gì? Người ta đào sexy mà. Trời, cái gì? Ôi dồi ôi, 300 mà đắt nha. Không có đâu. 200 thôi. Không, 300 là 300, chứ 209 luôn được. Bà kia đang nháy vào 200 kìa. Tôi chết mẹ rồi. Con đuôi à? Dài đó. Tụi em cao á. Em cao đó. Em trời. Bỏ nhà là dễ là được rồi. Ba quay em bộ này như nào nữa. Trời, ba nhìn coi. Trời thần ơi. Không được rồi. Có vậy à? Tại vì hả? Thôi. Thôi, bộ này thôi, giả vào. Em này mặc bộ. Em này mặc bộ sọc đi. Thôi, nhà em có 700 bộ sọc. Đồ mát thì nhiều lắm. Thôi, hay bán cái áo thôi. Bán cái áo phải bán cái quần.
Trời ơi. Bằng cái nhà. Nhà em nhiều đồ ngủ lắm, chỉ là không, rong. Không đo như cái quần được, mình đo nó thấp thấp xuống. Đi tới 100 bà ơi. Thôi để chị kêu cho không biết sao. Trời ơi, mua đôi vớ nào. Mua đôi vớ mấy 40 quả slot thế nhỉ? 40 chị thái cho em thử. Không phải thử, cái này con nít à? Hàng Quốc. Cái chân em được đó. Trên 39 bà ơi không vừa đâu. 40 được luôn, chị cho em thử mà. Không 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 không, thử bắt mua. Không mua thôi. Trời, không không vừa là không mua. Ngồi xuống ra thử không vừa khỏi mua. Thôi thôi. Em mang gì? Có mang gì đâu, đi em đi xếp làm. Mua cho con kiến. Cái đó 20 à? Cái này 20. Cái này 40. Đắt thế nhỉ? 20 40. Có con nít không? Có dẻ không má. Là con kiến vừa không? Nhiều xíu rồi, này rớt ra hết. Đừng có nhiều đây à. Cái này mấy chục chị? Cái đó 40. Đắt thế nhỉ? Đắt thế nhỉ? Mình mua tại Hàn Quốc là người ta mua, con gái mình đi nha Hàn Quốc mua là cũng 1.000 won gì đó. Là hơn 23.000. À 23.000. À 1.000 won là 17.000, 17 bây giờ 18 rồi. Không biết nó mua tại bây giờ 18 rồi mà đây hả, người ta mua bán buôn, người ta đem về, người ta bán qua mấy trung gian mới tới mình. Thì 40 đó. Cây có màu đen nè, có màu hồng không? À, cái đó hả? Không có màu hồng. Chỉ có mấy màu xám, màu trắng, hồng nó nhỏ lắm. Nhỏ. Tại vì mua tất cho kiến rồi, nhưng mà muốn mua mấy cái đôi để nó đi giày về lười. À thế đây rồi, mấy chục? Cái đó rẻ à, 20 rồi. 15.000. 15.000. 20. Ôi 15.000. Có nhiều đôi đó, con khoảng có 10 đôi à. Không, con tôi đi Hà Nội có 3 ngày mua 10 đôi chi. Em lấy mấy cái đôi vớ này nè. Có thích màu hồng. Cái dài mấy tiền chị? Hả? Cái đó hả? Rồi tính 25 nghìn. Rồi tính luôn 20 hết á. Rồi tính 20 luôn, còn mấy đôi tính em lấy mấy đôi mấy đôi đi. Em hôm trước mới mua 10 đôi tóc cho con kiến rồi mà thích lắm. Mấy đôi vậy? 1 2 Cái đó luôn hả? 3 Cái đó đẹp nè. 4 Cái đó đẹp nè. 4 Rút được em. Rồi 5 đôi. Tính tiền. Rồi 1 Mặc cả mới được, ngoài đó chém lắm. Không có đâu, không có đâu. Cả nhà ghé cái shop này. Bà này tên là Phương Hoa, 556, 557. Bán đắt tôi này, 1 triệu à, chết. Em gửi 100 xong rồi mai giả được không? Có sao đâu. Thế thì giá anh ngắn đây. Bốc nó đổi thành màu vàng. Cái màu vàng nhiều quá. Cái này đẹp tôi mới rồi đẹp xong rồi. Không phải, nhà nhiều tất rồi. Ừ. Tiền đâu ra mà mua? 6 cái gửi. Chồng bảo là đây là chồng cho sáng, cho 1 triệu bạc tiêu này. Bà làm sao bà làm? Có mỗi 1 triệu bạc tiêu mà mua hết rồi, lấy gì mà mua sao? Tiền lẻ thôi. Hết rồi, 1 triệu. Rồi, thank you chị. 6 cái quần chỉ là... Kệ chị, rồi. Chị bán sai, chị mang tôi. Rồi, đi đây. Rồi. Vợ chồng tôi đi shopping nhá. Trời ơi, mới mua 1 tỷ 2 tiền đầu. Sao lồn vậy đó? Chợ Bến Thành lần đầu tiên trong đời tôi đi mà vắng như thế này nè. Không có ai luôn. Thôi bà ơi, 1 triệu mà đến mấy bộ đồ, mấy cái quần rẻ lắm rồi. Đây là chợ Bến Thành điều hưu. Mọi năm giờ này nhá, chợ Bến Thành không bao giờ có chỗ đứng. Chưa bao giờ trong cuộc đời. Em trái bà ơi. Đây chợ Bến Thành không? Bác cháu này ở trong kính rất rớt. Vắng nhờ. Chợ Bến Thành vắng thật. Bình thường chỗ này không chỗ đứng luôn. Giày dép cho mình đi. Vắng lắm các bạn. Tí đá vào đường đang chỉ chiếc mặt này. Mà nhá, chợ Bến Thành thì vắng. Mà gửi xe chợ Bến Thành 15.000 cái xe máy. Trời thần. Tiệm vàng chị Mai Vân bên chùa mình nhỉ? Mình ngay đổi tiền đây nè. Mai Vân Hà Tâm hai chị em. Ôi công an thật không? Bên Mỹ mà em đi bộ. Em không bằng đúng ngã tư nha. Cảnh sát bắt em cho tiết kịch. Chào các chị. Thế à, xem đấu nhỉ? Hai vợ chồng em đi con rôn roi. Con rôn roi 100 tỷ. Hai tuần. Bây giờ biết gửi xe đây 15.000.
Bà chạy đi. Ông ơi, chờ chờ lấy con sơn roi. Có gì em? Đây, chờ chờ lấy cái này. Cháu gửi xuống. Trời ơi, con sơn roi này mới mua 100 tỷ đó chị. Trời ơi, cái xe đẹp quá. Xe này mà 100 tỷ nha mấy chị. Đó. Bất sao anh dập lên một đường trước thì rồi. Chợ Bến Thành vắng quá, bà con thương buôn năm nay là khổ lắm nhỉ chứ nhỉ. Mọi năm giờ này đông như quân nguyên. Đây tôi. Xe phải. Xe của em ngày xưa. Cái này cái nữa. Ai đi làm gì? Chơi có biết gì phải không? Biết rồi nhưng mà không biết đi đâu. Chạy bên trái. Bình thường giờ này Sài Gòn cực kỳ đông. Mai sẽ cảm ứng được. Sài Gòn mà không đi xe máy ấy, đêm thì xong việc. Rồi An Huy ơi. Thank you.
đây mua ốp, cái ốp, cái ốp, cái ốp. Ốp iPad cho con. Đó, để mày phát ra luôn rồi kêu nó dán luôn. Thế à? Thế thôi. Ok. Phải dán cái mặt chứ. À thế à? Thì còn gì không? Mấy được rồi, kia nó ra nè. Kêu ra, kêu sẽ lại phát ra luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Kêu nhau lấy cái iPad mới của Kiếm mang ra quán luôn. Má để xem đi. Rồi. Lấy cái iPad mới đi dán cái màn hình. Đi làm gì rồi? Bánh kìa. Bánh cái kìa. Lại bánh. Có ăn được đâu. Mấy người? Vô cháu đi cháu. Vô đi cháu. Ba để đây. Cú ơi. Để đây gọi cho chị. Rất cẩn thận. Cú đi ba. Cú đi. Lấy chị ly trà tắc ly trà đá. Ba lấy cái bánh của con này. Cái bánh là gọt bánh màu xanh không? Mình phải vào bàn ngang, mình đi vào bàn ngang, anh xuống bàn ngang. Đi chưa? Ông ơi, các bác, em có bố cho em ăn gì bố, tại nhà có cái gì đó ăn. Trời ơi, đưa em, con với em với chú Can. Cô Hà sẽ đón ra quán để ăn. Con cầm cái iPad mới cho cô kèm với hai cái cây lai chim. Cái cây lai chim. Hai cái để lai chim. Đâu cô Hà làm sao đón ô tô? Can ơi, nếu mà chở xe máy thì em sẽ ngồi giữa nhé. Cái iPad để vào cốp nhé, đừng bọc cái bi lông vào một nó xước.